shopnow.vn, à, click quên, giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopanhhao.vn. shopanhhao.vn. Ok, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm cái clip này về vị tướng sát thủ y luật phân sư. Sát thủ phép đi rừng nha, là tu len nha các bạn. À, quên, cứ nhầm hai con tướng xạ thủ với pháp sư ra mình hay lộn các bạn ạ. Mình sẽ chơi tu len đi rừng với trang phục tuyệt sắc cho anh em xem nha. Một cái trang phục có thể nói là khá là xịn sò của tu len, nhưng mà nó vẫn thua hai cái trang phục bậc SSS các bạn ạ. Hai trang phục kia thì nó thực sự là quá đỉnh luôn rồi. Ở cái này thì chỉ là một cái trang phục là bậc tuyệt sắc mà thời xưa thì hot thôi, nhưng mà bây giờ thì cũng không quá hot nữa. Cái nick này thì có tới hai cái trang phục tuyệt sắc luôn các bạn ạ. Có Airi tuyệt sắc này, rồi tu len tuyệt sắc này. Thì để clip sau mình sẽ làm về vị tướng Airi tuyệt sắc cho anh em xem nhá. Hôm nay thì sẽ là tu len, còn clip sau sẽ là Airi đi. Chưa có một bạn ấy bảo bình luận bảo mình làm nguyên một cái series về những cái trang phục tuyệt sắc. Thì sẵn cái nick này có hai trang phục thì mình quẩy hai trang phục cho anh em xem nhá. Tu len tuyệt sắc thì mình đánh giá nó không cao lắm các bạn ạ, tại vì nó cũng không quá xuất sắc. Nhưng mà Airi tuyệt sắc thì thực sự là quá đẹp. Còn tu len thì mình thấy nó cũng không quá đặc sắc các bạn. Chiu. Tu len thì chỉ có chí tôn kiếm tiên thôi. Ôi, thân kiếm nó xoay 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 vùng quanh ấy. Ôi, nhìn sức kiếm đồ đã quá tuyệt vời. Rồi, thấy rồi. 1, 2, 3, lao go. Chiu. Pèo. Pèng. Ui, thiếu một điểm này các bạn. Rồi, xong bé bò rồi. Đủ bé bò chơi luôn là sai rồi bé bò ơi. Bé bò sai lầm tuổi trẻ rồi bạn ơi. Trời ơi, cái thanh niên whip nó đứng nó che các bạn. Nó che chiêu cuối cho bé bò. Nếu phải đấy nó không che bé cuối cho bé bò, mình lỗ cái đùng cái bé bò chết, mình hồi cái chiêu cuối này khả năng là vị tướng whip đem bạn là bốc hơi trong vòng một lốt nhạc luôn các bạn. Ngon. Chiu. Ấy. Diêu kìa. Wow. Piu. Chơi nè, lấm tiền rồi. Ơi, đừng qua nhìn thấy tôi nha. Đừng qua đánh tôi nha, làm gì làm đi, đúng rồi. Húc như vậy mới đúng chất, làm gì chứ anh bò. Trời ơi, ngúc hùng như vậy mới đá đàn trai ơi. Trời ơi, xem nữa thì bị nó hất cho tung rồi, nhưng mà may quá nó không hất được tung mình các bạn ạ. Phiu. Pam 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 pam. Vô kèo. Đây là một cái vị tướng sát thủ phép mà mình thấy rằng rất là nhiều bạn cầm đi rừng. Nhưng mà ở meta trước thôi. Còn meta này thì mình cảm thấy tu len lại ít xuất hiện các bạn. Không xuất hiện thì mình làm cho nó xuất hiện. Đấy, trong video của mình là xuất hiện thôi các bạn. Không có con tướng nào phế. Chỉ có những người đánh nó sẽ phế. Yo. Này, Kasa này. Kasa nè anh ơi. Anh ơi, giúp em một tiếng coi nào. Ý miếng coi nào. Cái thằng này. Nó hất mình kìa. Cái đầu xanh cái thằng này kìa ra đấy. Thật là tức quá đi à. Ăn cũng không yên với nó nữa. Người ta bảo trời đánh tránh miếng ăn mà. Em đang ăn nó con Kasa, mắc cớ gì anh mà anh phá em dữ vậy. Hơi ghét. Rồi xong, tới công chuyện luôn anh ơi. Tới công chuyện luôn. Rồi ok. Và đây là tu len. Chiu, bằng phén. Rồi, xong phin, xong bé ra rồi. Chưa kịp xài chiêu cuối đã bốc hơi rồi các bạn ạ. Quá là chất lượng đúng không? Mình chơi tu len cũng bình thường thôi. Căn bản là đủ sức để quẩy cho anh em xem đấy chứ. Con này thì không phải tướng tủ của mình. Nhưng mà chơi được nha các bạn, không đến nỗi tệ cho lắm. Con này nó mà xanh thì đừng có hỏi luôn. Nó chỉ cần có nội tại nó giật mấy cái, bập thêm cái chiêu cuối là có mạng. Đã lắm các bạn ạ. Thật sự quá là đã luôn á. Nhưng mà nó phải xanh cơ. Ôi, ra kìa. Yeah, hack não luôn, đá trong bụi luôn vì sợ chứ. Ghê, nhưng người rất tiếc. Không giống được đâu, khó ăn được mình lắm. Tại sao mà đồng đội tôi nó lại phế như thế này? Mình ăn tới 3 mạng mà đồng đội mình thì bây giờ vẫn đang nát như tường. Nát như tường đèn. Chiu. En chan. Bum 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 bum. Chiu.
Có Diêu cuối. Ăn đủ. Trời ơi, thằng Diêu này hay thật đấy bạn ơi. Tuyệt vời bạn ơi. Mình đang bắn chiêu cuối thì Diêu nó bật chiêu cuối luôn. Thế nó né được cái chiêu cuối của mình. Hay thế cơ chứ. Được nhờ. Hay phết, hay phết. Ok con dê. Chiu. Phăm. Ủa, ăn quái đã không? Mình sẽ tăng mát chiêu 2 trước nha các bạn. Chiêu 2 nó mới đã. Ơ. Bằng 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 bước vô đây. Bạn thích chơi hả? Vô đây, vô. Chiu. Chiu. Pam. Vô đây bạn ơi. Vô. Trời ơi, con hàng đi đâu mà vội mà vàng. Thôi, ngon, tuyệt vời luôn các bạn ạ. Bum, Diêu kìa. Ủa anh Diêu. Anh Diêu ulti vào con lính các bạn ạ. Thôi thì em tiễn anh về luôn. Ây da, đau quá. Đứng lại anh ơi. Chạy ghê nhờ. Ác phết đấy chứ đùa đâu. Bum. Chiu. Phiang. Bum. Cha. Đùng. Chiu. Hay thế. Chơi nè. Đẩy nè. Pam. Phiang. Lụm tiền. Phiu. Phiang. Đây rồi. Lữ bố phải nằm nhá. Anh Lữ bố đâu rồi? Anh đặt tên bố làm cái gì? Để cho em búa vào đầu cho một cái là bố nằm luôn thế này. Chết nhanh quá các bạn. Vera nó lao vào. Lữ bố vừa mới bật chiêu cuối. Chưa kịp bay vô. Ôi máu đã nằm xuống rồi. Quá nhanh. Quá là nguy hiểm luôn các bạn ạ. Rồi. Chiu. Anh em ai muốn mua nick thì vào shop của mình dưới phần mô tả video nhé. Hoặc cái bình luận mà mình đã ghim nha các bạn. Hoặc các bạn có thể nhắn tin thẳng vào Zalo cho mình. Hoặc nhắn tin vào Facebook, fanpage thì cũng được nha. Chứ nếu không các bạn không biết vào shop của mình mà các bạn lại tìm trên mạng sẽ là cái shop giả mạo nha. Hôm nay lại có một bạn nữa, bạn ấy mua trên shop giả mạo. Xong rồi nhắn tin cho mình kêu ủa sao nó hơn nick gì mà không có tài khoản, không có mật khẩu. Thì đó, mua trên shop giả mạo là chỉ có toang thôi nha các bạn. Đùng, chết chưa? Ok, chết rồi. Ra đây. Diêu ơi. Úi dồi ôi, Diêu ơi. Chiu. Không được à? Các bạn mua đúng shop, nếu mà lỗi lầm gì thì mình có hỗ trợ được. Nhưng các bạn mua shop giả mạo thì mình không thể hỗ trợ được nha. Tại vì nó đâu có phải là shop của mình đâu mà mình hỗ trợ được nha cho anh em. Mình thì bán nick gọi là cực kỳ rẻ luôn. Siêu rẻ luôn, không có nơi nào rẻ hơn luôn. Cam kết với các bạn điều đó luôn. Nếu mà rẻ hơn thì chỉ có lừa đảo thôi. Tại vì mình muốn theo cái phong cách kinh doanh của mình là mình bán nhiều. Đấy. Bán nhiều còn hơn là bán đắt mà ít. Bán rẻ nhưng mà bán nhiều. Đó. Chứ mà bán giá cao nhưng mà lại không bán được hàng thì cũng vứt. Còn mình thì mình bán nhiều nhưng mà mình bán rẻ thôi. Để lấy số lượng. Đấy. Làm ăn uy tín nhưng mà phải rẻ nữa. Wow, đông quá. Bạn nào mà bị mất nick hay là thấy nick của mình cùi quá, muốn mua một cái nick xịn ấy, chơi nè, thì có thể vào số của mình tham khảo nhá. Các bạn mua nick chắc chắn sẽ rẻ tiền hơn là các bạn bỏ tiền ra các bạn nạp thôi. Rẻ hơn gấp 3, gấp 4 lần chứ không phải là gấp 2 lần hay gấp 3 lần đâu nha các bạn. Ui dồi ôi. Chết rồi. Đùng. Chưa kịp đấy nữa đã chết mất tiêu rồi. Chưa kịp chiêu cuối bay vào người đã nghẽo rồi. Anh Lữ bố có vẻ nói khá là căng các bạn. Bật chiêu cuối lên. Quạt. Chiêu. Game này dễ rồi các bạn ơi. Phiêu. Yo.
Rồng luôn cậu ơi. Giúp mình ăn rồng luôn nào. Sao lại phải xoắn như thế? Pèo. Bùm. Tám không rồi nha anh em, rất xanh. Tem bạn thì cũng không có thua kém cho mình bao nhiêu đâu, bởi vậy thì cũng không nên xem thường cho bên bạn. Bắp. Đi đâu? Đông thế này nhở? Rồi xong bé bò ấy. Bé bò hết đường về rồi. Tiếp theo là tu len 290 vàng. Vâng, sao đây? Nữ bố muốn gì đây? Mình không dám lao vào trong cái bụi các bạn. Tại vì thật sự ra là nếu mà trong đó mà không có bụi á, mình có nội tại mình có thể giật chết nữ bố trước khi nữ bố áp sát tới mình. Nhưng mà trong cái trường hợp đó, nếu mà nữ bố đứng trong đó sẵn, mình chỉ cần lao vào lấy tầm nhìn một cái là khả năng là mình tạch luôn. Tại vì chiêu cuối nữ bố chỉ cần quăng cái chiêu 2 đánh thường một phát là đi luôn các bạn. Rất là nguy hiểm. Chà. Ôi. Này. Đùng. Ghê không? Anh em thấy ghê không? Này, whip này. Whip. Đùng. Trời đất ơi, ghê thật đấy chứ, đùa hả? Ra đây. Chiu. Quá đáng sợ. Chiu. Tu len thật là ghê gớm các bạn ạ. Hơi whip với ra tam bạn chưa kịp làm gì luôn. Mình chưa kịp đánh luôn đấy các bạn. Mình không cần phải đánh luôn. Cái nội tại nó giật. Cái nổ cái đùng chiêu cuối cái là xong phim. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Trời ơi, chơi game gì mà nó ảo ma thế nhờ. Chiêu thức gì mà không cần phải đánh cũng chết. Chỉ cần xài chiêu thôi là đùng nghéo. Phê thật đấy trời ơi. Đâu rồi, lữ bố, có chiêu cuối. Đùng. Chiêu. Vào đây, có chiêu cuối. Đùng. Double kill rồi anh em ơi. Mình chuẩn bị này, ra đây, các bạn ra đây này. Rồi ra này, cha. Chết bộ kill. Tiếp theo là vị tướng whip. Whip ơi, whip. Cha. Qua đà kill. Tuyệt vời. Trời ơi. Có cần phải đánh đấm gì đâu. Làm cái đùng một cái là lấm tiền thôi chứ cứ làm gì đâu. Ấy, á đủ. Mất trinh rồi. Thôi, đến phút cuối bị nó lấy mất trinh luôn. Toàn. Buồn. Khóc quá. À thôi nghỉ nha các bạn. Bye bye anh em đã theo dõi clip của mình. Hẹn gặp lại mọi người vào clip sau nha. Đi đâu mà vội mà vàng, dừng lại gian hàng của Hảo ghé xem đi. Các bạn mất nick, các bạn muốn tạo nick mới? Không, đừng làm thế. Hãy quay vô shopbanhảo.org của mình, chọn ngay cho mình một cái nick giá rẻ. Rồi ôi, đảm bảo với các bạn là siêu rẻ luôn, siêu chất và siêu uy tín luôn các bạn ơi. Thì hôm nay đây là cái shop nick của mình. Nó, các bạn có thể truy cập vào mặt ạc VIP đừng quên. Mục này là hoàn toàn trắng thông tin nha các bạn. Ôi dồi, giá rẻ như cho luôn á. Không ở nơi nào có giá rẻ như vậy đâu. Ví dụ cho các bạn một cái nick này. Ví dụ nick này đi chẳng hạn đi, 73 tướng, skin 50. Giá bao nhiêu? 250.000. Đây là giá bằng cạc, có thể mua ATM rẻ hơn được một xíu nữa. Vui lòng nhắn tin vào hỗ trợ shop hoặc Zalo cho mình để mà có thể giảm giá thêm một tí nữa, ép giá mình thêm được một tí nữa nha các bạn. Nếu mà muốn mua ATM hoặc là cái nick này, 60 tướng, giá bao nhiêu? 150.000. Và bao nhiêu đây? 60 tướng, 250.000. Rất là nhiều tướng nha các bạn. Và các bạn có thể kiếm những cái nick giá cao hơn. Ví dụ như nick này chẳng hạn. Rất là nhiều trang phục bậc SS qua trời quá đất, có thể mười mấy 20 cái luôn. Giá bao nhiêu? 1.500.000. Trời ơi có nha. Các bạn nếu mà không tìm thấy được nick ưng ý đúng không? Tính đi nơi khác đúng không? Đừng dừng lại 2 giây. Mấp vào cả tab thứ hai. Ồ. Trời ơi bên này hả? Cái gì đây? Follow tinh hệ đúng không? Lữ bố gì đây? Robot Chain hả? À robot hả? Rồi, ok có luôn. Hoặc là các bạn có thể tìm một cái nick khác. Kéo xuống dưới này. Ví dụ như là, ui giời ơi nhiều lắm, ví dụ Violet Pháo Hoa chẳng hạn, 350.000, ép giá mình bằng cách nhắn tin vào fanpage hoa, hỗ trợ nha các bạn, nhắn tin với admin này nè. Rồi ok, qua thêm tab này nữa này, trời ơi rất là nhiều luôn nha các bạn. Anh em có thể vào đây mà tha hồ lựa chọn, mà lấm lúa được mất lít.
Nói chung là các bạn có thể kiếm một cái nick rất là rẻ luôn, và đặc biệt thì vô cùng uy tín. Anh em cứ yên tâm vào đúng số của mình nha, số banhao.org.